Bây giờ là 18 giờ 15 phút và quý khán giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp Trà Vinh hôm nay, phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Với tiêu chí mang đến những thông tin nóng hổi, thiết thực về mọi mặt của đời sống, chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Hiệu quả từ phong trào cho mượn đất sản xuất. Du khách đông kỷ lục, Lâm Đồng hỏa tốc kêu gọi dân Đà Lạt đi xe hai bánh. Thông tin mới nhất về vụ khách sạn cách ly Covid-19 bị tố phục vụ thức ăn có giòi. Điều tra vụ án mạng tại phòng trọ sau cuộc nhậu ở thành phố Thủ Đức. Thực hư tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyên bố chỉ gả con gái cho người cùng họ Phạm. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là thông tin diễn ra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Thưa quý vị, nhằm giúp các hộ khó khăn, hộ thiếu đất canh tác có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, trong những năm qua, các cấp hội nông dân, huyện Cầu Ngang trong tỉnh Trà Vinh đã thực hiện mô hình vận động hội viên nông dân có điều kiện cho hội viên nông dân nghèo mượn đất sản xuất, đã góp phần giúp các hộ nghèo có điều kiện sản xuất vươn lên thoát nghèo. Và mô hình này hiệu quả như thế nào? Mời quý vị cùng Thu Thảo tìm hiểu ngay sau đây. Từng là một trong những hội viên nông dân nghèo không có đất sản xuất, hơn một năm nay đời sống gia đình ông Thạch Danh, xã Thạch Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đã ổn định hơn trước nhờ có được hai công đất để trồng màu. Ông Danh cho biết đây là đất do một hội viên nông dân cùng ấp cho mượn để sản xuất mà không tính bất kỳ khoản phí nào. Từ khi có đất, ông trồng ớt chỉ thiên. Sau mỗi vụ ớt, ông thu được lợi nhuận khoảng 10 triệu đồng mỗi công. Nhờ đó thu nhập của gia đình ông cũng cải thiện hơn trước. Hoàn cảnh tôi cũng nghèo quá rồi không có đất làm rồi thấy chú nào riêng nên ta thấy sự nghiệp ta cho mượn rồi làm được vụ ớt này thì nó có ớt mình bán lây lát vậy đó rồi mới có mua này mua rạo đồ ăn vậy đó lúa chứ không có cái này cũng thấy cực. Ông Sơn Tình, một trong những hội viên nông dân được mượn đất cho biết, trước kia gia đình ông chủ yếu làm thuê, đời sống vô cùng bấp bênh. Từ khi được một hội viên nông dân cùng ấp cho mượn hai công đất trồng màu, thu nhập của gia đình ông cũng ổn định hơn. Mình cũng nhờ bà con xóm xóm mình mượn đất người ta khi người ta cho đất trồng vậy đó, mình đang cố gắng mình làm đang mình kiếm tiền mình xây sở trong nhà thấy vậy mình thấy gia đình cũng hay đỡ chút. Để thực hiện tốt mô hình, các cấp hội nông dân ở các địa phương đã lồng ghép việc tuyên truyền vận động vào các cuộc họp chi tổ hội và trực tiếp đi đến những hộ dân khá giả có điều kiện về kinh tế, tiến hành vận động cho hội viên nông dân nghèo mượn đất để trồng trọt, tích lũy thêm thu nhập. Bước đầu vận động, các cấp hội cũng gặp một số khó khăn nhất định. Tuy nhiên, việc tác động vào tinh thần tình làng nghĩa xóm, tính đoàn kết, nhường cơm sẻ áo đã giúp cho việc vận động tạo được sự đồng thuận cao. Thì qua tuyên truyền và vận động thì một số hội viên khá cũng cho hội viên nghèo để mượn. Mỗi hộ là 2.000 mét vuông để trồng màu. Thì hàng năm thì hội thì đảm nhận từ 16 hội viên. Thì cuối năm cũng xóa được từ 12 đến 14 hội viên. Ông Thạch Tri, ấp Cầu Vĩ, xã Thạch Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang là một trong những người tiên phong giúp cho các hộ khó khăn mượn đất canh tác từ nhiều năm qua, cho biết trên thực tế, đời sống của hội viên nông dân tại địa phương vẫn còn khá nhiều khó khăn, thu nhập chính của bà con vẫn là làm nông nên đất sản xuất luôn là vấn đề vô cùng quan trọng. Từ thực tế đó, ông luôn đi đầu và tích cực vận động các hội viên khá giàu nhường cơm sẻ áo cho hộ khó khăn mượn sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và vươn lên thoát nghèo. Ở trong trong xóm đó, có một số người thì nghèo mà chi thú làm ăn mà không có đất. Từ đó chú cho mượn trồng thông vậy đó. Rồi cũng như đóng góp cái phần đoàn kết cũng ấp với trong xóm mình. Mình cho mượn người ta làm ăn được mình cũng mừng. Cũng như trong trồng xóm thì ai cũng có ăn hết thì cũng như là mừng chung vậy đó. Hiện nay toàn huyện Cầu Ngang có trên 19.000 hội viên nông dân. Trong những năm qua, các cấp hội nông dân đã vận động được 115 hộ cho mượn 30 hectare đất. Riêng trong năm 2020, toàn huyện có 28 hộ cho 30 hộ thiếu đất sản xuất mượn với diện tích 8,7 hectare đất để sản xuất. Mô hình này không chỉ giúp hội viên nông dân có thể tương trợ nhau trong phát triển kinh tế, phát huy tính đoàn kết, mà quan trọng hơn là công tác đoàn kết tập hợp nông dân khu vực nông thôn trở nên thuận lợi hơn. Công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước dễ đi vào nhận thức của hội viên. Hàng năm thì ban thường vụ hội nông dân huyện cũng đã ngồi lại xây dựng một cái kế hoạch
rồi đưa xuống tận cơ sở, rồi cũng tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh cái việc mà nhường cơm xẻ áo đó, rồi cho mượn đất sản xuất giữa hộ nghèo, hộ giàu và hộ nghèo, để cho là người dân là ta thấm nhuần cái đạo lý mà có nghĩa là gắn kết, đoàn kết với nhau để phát triển kinh tế xã hội. Với những kết quả thiết thực mang lại, mô hình vận động hội viên nông dân có điều kiện cho hội viên nông dân nghèo mượn đất sản xuất đã tác động và góp phần không nhỏ vào hiệu quả thoát nghèo của địa phương, tăng tính đoàn kết, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản hỏa tốc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn giao thông trong và sau dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Trước lượng khách tăng đột biến trong khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng kịp, tỉnh Lâm Đồng kêu gọi người dân địa phương, nhất là tại Đà Lạt, hạn chế sử dụng xe ô tô cá nhân. Theo công điện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu, Ủy ban Nhân dân tỉnh mong người dân Lâm Đồng, đặc biệt là người dân thành phố Đà Lạt, trong dịp này thông cảm và chia sẻ bằng cách sử dụng các phương tiện xe hai bánh, hạn chế sử dụng ô tô cá nhân khi chưa thực sự cần thiết trong những ngày lễ để ưu tiên không gian lưu thông cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương, có một kỳ nghỉ vui vẻ, thoải mái, hài lòng, đúng tinh thần của du lịch Đà Lạt, Lâm Đồng, văn minh, an toàn, thân thiện. Văn bản này được phát hành trong tình hình dịch COVID-19 có những diễn tiến phức tạp trên cả nước, cũng như địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hôm qua, ước tính Đà Lạt đón khoảng 125.000 du khách, gấp đôi so với năm 2020 và gấp 1,5 lần so với cùng thời điểm năm 2019, trước dịch COVID-19. Ngoài việc kêu gọi người dân ủng hộ địa phương hạn chế đi ô tô nếu không thực sự cần thiết trong thời gian nghỉ lễ để chia sẻ không gian với du khách đến Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các ngành tăng cường tối đa các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Trong khi đó, tại các điểm du lịch bãi tắm ven biển Bà Rịa Vũng Tàu, khi du khách đến tắm đều được yêu cầu giữ khoảng cách và được cung cấp khẩu trang miễn phí trước khi xuống biển. Tại thành phố Vũng Tàu, ông Phạm Khắc Tộ, giám đốc ban quản lý các khu du lịch thành phố cho biết sáng nay, hầu hết người dân du khách xuống biển đã ý thức việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19. Thành phố Vũng Tàu đã bố trí 19 tổ y tế chốt tại các lối xuống biển để phát khẩu trang miễn phí cho du khách, người dân xuống biển tắm. Tại chợ Bình Châu, Tân Lâm, Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 đã nhắc từng tiểu thương, người dân, du khách trước khi vào chợ phải đeo khẩu trang. Lực lượng làm nhiệm vụ còn mang theo nước sát khuẩn để tiểu thương, người dân, du khách rửa tay. Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Mộc cho biết, ngoài nhắc nhở người dân, du khách đeo khẩu trang nơi công cộng, thì từ ngày 29 tháng 4 đến hôm qua, lực lượng chức năng địa phương đã lập biên bản xử phạt gần 20 trường hợp không đeo khẩu trang. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền đã chỉ đạo ban quản lý các khu du lịch, bến xe, chợ tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19. Xe khách trước khi ra khỏi bến xe thì hành khách đều phải đeo khẩu trang. Các xe khách phải có nước sát khuẩn cho hành khách rửa tay. Các khu du lịch phải có nước sát khuẩn cho du khách và trang bị phát khẩu trang miễn phí cho người dân du khách đến lưu trú tắm biển. Theo đơn vị quản lý cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, để chuẩn bị cho tình huống người dân đi chơi lễ ùn ùn quay về đổ vào cao tốc, đơn vị này đã lên kế hoạch ứng phó. Ngoài tăng cường nhân viên túc trực các điểm nóng, đơn vị quản lý cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông để điều tiết, đồng thời liên tục thông báo tình hình trên kênh giao thông quốc gia. Cụ thể, đơn vị quản lý cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã tăng cường nhân viên túc trực các điểm nóng để phân luồng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông để điều tiết. Tuy nhiên, theo đơn vị quản lý cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, nếu lượng xe đổ vào quá đông, vượt quá nhu cầu phục vụ, thì tình trạng ùn tắc kẹt xe vẫn sẽ diễn ra. Do đó, trong hôm nay, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây sẽ tiếp tục cập nhật tình hình trên kênh VOV Giao thông Quốc gia để người tham gia giao thông nắm và chọn hướng di chuyển hợp lý. Về lâu dài, đơn vị quản lý cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho rằng cần nhanh chóng mở rộng thêm làn đường thì mới giải quyết được căn cơ kẹt xe. Về vấn đề này, trước đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai có gửi văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải xem xét mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây lên 10 đến 12 làn xe thay vì 8 làn xe theo quy định. Tuy nhiên, cuối năm 2019, Bộ Giao thông Vận tải đã giao Tổng công ty Cửu Long nghiên cứu mở rộng cao tốc này lên 6 đến 8 làn xe, đề xuất phương án đầu tư mở rộng đáp ứng nhu cầu vận tải, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an toàn giao thông. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đã giao Ban quản lý dự án Mỹ Thuận nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Kinh phí dự kiến khoảng gần 10.000 tỷ đồng. Liên quan vụ khách sạn cách ly công dân phòng COVID-19 bị khách tố có giòi trong thức ăn, sáng nay, ông Võ Hồng Vân, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu tạm ngừng việc chế biến thức ăn.
Hiện khách sạn này đang là nơi cách ly 173 người về từ Nhật Bản từ ngày 22 tháng 4 để phòng chống dịch COVID-19. Qua kiểm tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chưa phát hiện những vấn đề bất thường trong đồ ăn phục vụ cho khách cách ly. Tuy nhiên, phát hiện khách sạn đã tự ý nấu ăn phục vụ cho khách. Qua kiểm tra, khách sạn có ký hợp đồng với một đơn vị cung cấp suất ăn cho người cách ly. Tuy nhiên, từ ngày 14 tháng 4, cơ sở đã chấm dứt và thanh lý hợp đồng, sử dụng bếp hiện có tại khách sạn để tự nấu ăn phục vụ cho khách trong khu cách ly. Tại thời điểm kiểm tra, khách sạn chưa xuất trình các hồ sơ hợp đồng về nguồn cung cấp nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, nguồn nước dùng trong chế biến tại cơ sở. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm yêu cầu cơ sở tạm ngừng hoạt động chế biến thức ăn tại khách sạn phục vụ cho người cách ly, tiến hành ký hợp đồng với cơ sở cung cấp suất ăn sẵn đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp theo trong phần tin an ninh trật tự và giao thông. Điều tra vụ án mạng tại phòng trọ sau cuộc nhậu ở thành phố Thủ Đức. Khởi tố đối tượng trộm vàng và tiền của chị vợ nướng vào sòng bạc. Tiếp tục chương trình là thông tin được ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Một người đàn ông 36 tuổi, quê Tiên Phước, Quảng Nam, nói mình là đại ca mới ra tù, thách thức cả dãy trọ đánh mình. Sau cuộc nhậu say vào hôm qua, người đàn ông ngông cuồng này đã bị đâm chết. Khi qua, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và đang lấy lời khai các bên để điều tra làm rõ vụ án mạng này. Theo đó, chiều tối cùng ngày, người đàn ông cùng em ruột và một người khác có tên viết tắt là S nhậu với nhau tại phòng số 11 của một dãy trọ trong hẻm 1127, đường tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức. Sau đó, giữa nạn nhân và em trai ruột xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Sau đó, anh S về phòng trọ số 14B của mình ngủ. Sau khi rượt đuổi em trai, nạn nhân quay về cầm dao tới phòng anh S gây gỗ đập cửa. Anh S ra mở cửa thì xảy ra xô xát, người đàn ông bị S đâm trọng thương. Mặc dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó, còn S tới cơ quan công an đầu thú. Theo người dân, nạn nhân mới tới phòng trọ của người em trai được vài ngày. Trong lúc nhậu, người này nói mình là đại ca mới ra tù, anh này thách thức người dân trong dãy trọ đánh mình. Chiều tối qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết vừa bắt đối tượng là em rể hờ ăn trộm vàng thật của chị vợ. Cụ thể ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Duy Phương, sinh năm 1984, ngụ xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long về tội trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Phương quen biết và sống như vợ chồng với chị Ngô Xuân Nguyên, ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Do có máu cờ bạc và không có tiền tiêu xài, nên Phương nảy sinh ý định tìm tài sản lấy trộm. Khoảng 10 giờ ngày 3 tháng 4, sau khi đi uống cà phê xong, Phương về nhà nằm nghỉ. Biết chị vợ của mình là Ngô Xuân Thu, nhà ở Sáp Dách, đã cùng vợ đi công việc, nên Phương đã đột nhập nhà, cậy tủ lấy trộm 19 chỉ vàng và 6,5 triệu đồng. Sau đó, Phương lấy xe máy biển số 59H1. 09503 điều khiển đi thành phố Hồ Chí Minh bán vàng được 66 triệu đồng. Số tiền có được Phương đem nướng vào sòng bạc và tiêu xài cá nhân. Phương bị công an huyện Chợ Mới và công an quận Bình Tân bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Bình Trị Đông B. Dù đã được cảnh báo nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, thế nhưng những chiếc xe máy này vẫn đi vào đường cấm, đường dành riêng cho ô tô để rồi dẫn đến những thương vong đáng tiếc. Đêm qua, một người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ sau khi lao xe vào đuôi xe container chạy phía trước trên đường DT743 đoạn qua phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe máy mang biển số 61C118538 do anh Nguyễn Văn Hoang, sinh năm 1991, quê tỉnh Thanh Hóa điều khiển, lưu thông trên đường DT743 theo hướng từ thành phố Dị An đi quốc lộ 13. Khi đi đến khu phố Đồng An 1, phường Bình Hòa và chỉ còn cách quốc lộ 13 khoảng 800m thì bất ngờ lao vào đuôi xe container mang biển kiểm soát 50LD13830 chạy cùng chiều phía trước trong làn ô tô, đang bật đèn xin rẽ qua đường. Cú va chạm khiến anh Hoàng ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Ghi nhận tại hiện trường, xe máy dính chặt đuôi xe container và nằm trong làn đường dành cho ô tô. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong lúc băng qua giao lộ Bùi Dương Lịch, Hồ Văn Long, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, hai xe máy tông nhau đã dính chặt với giao lộ, vụ việc khiến 3 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 10 phút cùng ngày, hai thanh niên chở nhau trên xe máy biển số tỉnh Gia Lai chạy trên đường Hồ Văn Long hướng từ đường Nguyễn Thị Tú về đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Khi đến giao lộ đường Hồ Văn Long, Bùi Dương Lịch, xe máy này va chạm với xe máy do người đàn ông ngoài 30 tuổi cầm lái chạy cắt ngang đường. Cú tông cực mạnh khiến hai xe máy dính chặt vào nhau giữa giao lộ, phương tiện hư hỏng. Các nạn nhân trong vụ tông xe đều bị thương.
trong đó hai người phải chuyển gấp lên bệnh viện 115 để theo dõi và điều trị. Công an quận Bình Tân đã đến xử lý hiện trường, lấy lời khai nhân chứng cũng như trích xuất camera an ninh tại khu vực để làm rõ vụ việc. Tiếp tục là thông tin được chương trình ghi nhận trên mạng xã hội. Mới đây, một tài khoản Facebook có tên nghệ sĩ Hồng Tơ đăng hình tỷ phú Phạm Nhật Vượng với câu tuyên bố gây sốc: "Tôi chỉ gả con gái cho người cùng họ, những họ khác đừng mơ động vào tài sản của tôi." Tuyên bố gây sốc này khiến cộng đồng mạng xôn xao. Dân mạng dí dỏm cho rằng những chàng trai mang họ Phạm vào lúc này không nên bỏ qua cơ hội làm rể tỷ phú này. Tài khoản mang tên nghệ sĩ Hồng Tơ nêu ý kiến: "Con xin Hồng Phúc ân trên, tổ đường hai bên nội ngoại, cho con xin đổi tên, để con cố gắng kết tình thân thiện, gá nghĩa anh em, để con có được chút chiếu bổng lộc từ tình huynh đệ lúc tuổi về chiều. Con xin đổi tên Phạm Nhật Tơ." Nhiều bình luận đa phần không tán đồng ý kiến phát biểu trên của vị tỷ phú. Có ý kiến cho rằng, không biết con gái tỷ phú có gương mặt thế nào, nhưng kèo này cháu xin tự lượng sức. Chưa có phản hồi chính thức nào từ phía ông Phạm Nhật Vượng. Tuy nhiên, có ý kiến lưu ý là cộng đồng mạng cần lưu ý tới hành động chia sẻ, bình luận, vì nếu đây là thông tin thất thiệt sẽ gây tổn hại uy tín, danh dự người khác, nguy cơ vi phạm pháp luật là rất cao. Trong phần sau của chương trình sẽ có: Ai Cập phát hiện xác ướp mang thai đầu tiên trên thế giới. Giớ cha, nghề truyền thống của người dân vùng sông nước. Tiếp nối chương trình là thông tin quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, các nhà khoa học Ba Lan vừa phát hiện một xác ướp Ai Cập mang thai đầu tiên trên thế giới sau khi tiến hành kiểm tra hài cốt 2.000 năm tuổi đang lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia ở Warsaw. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện ra một xác ướp Ai Cập cổ đại mang thai. Thông qua chụp CT và X-quang, nhóm nghiên cứu phát hiện hài cốt thai nhi khoảng 26-30 tuần tuổi bên trong xác ướp Ai Cập cổ đại này. Nhóm nghiên cứu chưa thể giải mã tại sao bào thai được giữ trong tử cung của người phụ nữ thay vì ướp xác riêng. Thông thường, khi ướp xác, tim, phổi, gan và ruột cùng dạ dày đều được loại bỏ. Theo các tác giả viết trên tạp chí khoa học khảo cổ học, xác ướp của người phụ nữ chết cách đây 2.000 năm. Xác ướp Ai Cập cổ đại này được bọc bằng vải chất lượng cao, cùng loạt bùa hộ mệnh tượng trưng cho 4 người con của Horus, cho thấy đây là người rất quan trọng ở Thebes. Xác ướp được tìm thấy trong các ngôi mộ hoàng gia ở Thebes, vùng thượng Ai Cập thuộc tầng lớp thượng lưu của cộng đồng Diban. Xác ướp được phát hiện vào những năm 1800 và có niên đại từ thế kỷ đầu tiên trước công nguyên, thời kỳ nữ hoàng Cleopatra trị vì thành phố Thebes là một tổ hợp hoạt động. Xác ướp được đưa đến Warsaw ở Ba Lan năm 1826 và đang được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia ở Warsaw. Một nhóm cố vấn khoa học Ấn Độ đã cảnh báo chính phủ nước này về sự xuất hiện của các đột biến ở virus SARS-CoV-2 có thể tạo thành biến chủng né kháng thể. Ấn Độ đang trải qua đợt bùng dịch nghiêm trọng. Hôm qua, nước này ghi nhận trên 400.000 ca COVID-19 trong 24 giờ, mốc cao kỷ lục. Trên thế giới, chưa từng có quốc gia nào có số ca mắc mới trong một ngày vượt qua mốc trên. Ông Shahid Jamil, chủ tịch nhóm cố vấn Hiệp hội Di truyền SARS-CoV-2 Ấn Độ, ISACO, đồng thời là nhà virus học hàng đầu của nước này cho biết, hiện chưa rõ đột biến này xuất hiện trên chủng SARS-CoV-2 ở Ấn Độ hay trên các biến chủng khác. Tuy nhiên, các nhà khoa học thuộc diễn đàn ISACO cho rằng cần theo dõi chặt chẽ các đột biến này, dù chưa có dấu hiệu cho thấy chúng đang lây lan hoặc gây nguy hiểm lớn. Hiện giới khoa học đang nghiên cứu biến chủng đứng sau đợt bùng dịch nghiêm trọng ở Ấn Độ gần đây, cụ thể là liệu biến chủng B.1.617 có phải là nguyên nhân chính hay không. Tổ chức Y tế Thế giới WHO chưa xếp B.1.617 vào nhóm biến chủng gây quan ngại như với biến chủng lần đầu phát hiện ở Anh, Brazil hay Nam Phi. Tuy nhiên, WHO hôm 27 tháng 4 nói rằng, dựa trên giải trình tự gen, mô hình của B.1.617 cho thấy nó có tốc độ sinh sản cao hơn các chủng khác được phát hiện ở Ấn Độ. Thưa quý vị, Úc tuyên bố sẽ phạt tối đa 66.000 đô la Úc, tương đương với 1,18 tỷ đồng, đối với những công dân quay về từ Ấn Độ, nơi đang vất vả chống làn sóng dịch COVID-19 thứ hai, mà theo chuyên gia Mỹ nên nhanh chóng áp dụng lệnh phong tỏa. Bộ trưởng Y tế Úc Ron Hunt cho biết, chính quyền Canberra đang ban hành lệnh cấm đi lại tạm thời đối với những người đến từ Ấn Độ nếu họ ở quốc gia Nam Á trong 14 ngày qua. Những người vi phạm lệnh cấm sẽ đối mặt với mức phạt 66.000 đô la Úc hoặc 5 năm tù giam hoặc cả hai. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 3 tháng 5 và sẽ được cân nhắc lại vào ngày 15 tháng 5, theo Bộ trưởng. Úc hiện không có lây nhiễm cộng đồng. Đầu tuần này, Úc đã lệnh tạm ngừng các chuyến bay thẳng từ Ấn Độ để ngăn chặn các biến thể COVID-19 lây lan mạnh hơn xâm nhập.
Úc đóng cửa biên giới với những người không phải là công dân và thường trú nhân từ tháng 3 năm 2020 để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Với những du khách được nhập cảnh, phải cách ly bắt buộc trong 2 tuần tại khách sạn bằng chi phí tự chi trả. Thưa quý vị, với 68 triệu liều vaccine đã bán, AstraZeneca thu về 275 triệu đô la Mỹ trong 3 tháng đầu năm 2021. Liên doanh dược Thụy Điển Anh trước đó cam kết không kiếm lợi nhuận từ việc bán vaccine trong suốt dịch COVID-19. Đây là lần đầu tiên AstraZeneca tiết lộ doanh số bán hàng của một trong những loại vaccine ngừa COVID-19 hàng đầu thế giới hiện nay. Với doanh thu 275 triệu đô la Mỹ cho 68 triệu liều, trung bình mỗi liều vaccine AstraZeneca có giá khoảng 4 đô la Mỹ, khoảng 93.000 đồng. Châu Âu vẫn là thị trường lớn của AstraZeneca với 224 triệu đô la Mỹ. Doanh thu vaccine tại các thị trường mới nổi đạt 43 triệu đô la Mỹ và 8 triệu đô la Mỹ ở các nước còn lại. Tổng doanh thu của hãng trong 3 tháng qua là 7,32 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu nhờ các loại thuốc điều trị ung thư mới. Một phát ngôn viên của AstraZeneca khẳng định hãng đang tiến gần tới việc cung cấp 200 triệu liều vaccine COVID-19 mỗi tháng kể từ tháng 4. Vì này cũng cam kết sẽ tiếp tục bán vaccine không vì mục đích lợi nhuận trong suốt đại dịch. Giám đốc điều hành AstraZeneca, ông Pascal Soriot đã nhắc lại lời hứa này trong một cuộc họp với cổ đông gần đây nhất. Theo ông Soriot, AstraZeneca sẽ duy trì cam kết không vì lợi nhuận đến hết năm 2022. Sau thời gian trên, hãng có thể sẽ điều chỉnh giá bán riêng cho các nước thu nhập thấp và trung bình, các khu vực khó khăn trên thế giới. Để tạo ra vaccine COVID-19, AstraZeneca đã làm việc với nhóm nghiên cứu của Đại học Oxford Anh. Đây là một trong những vaccine COVID-19 đầu tiên của thế giới với ưu thế giá rẻ và dễ vận chuyển. Thưa quý vị, giở chà bắt cá là một trong những nghề truyền thống lâu đời của người dân vùng sông nước miền Tây. Tuy không cầu kỳ nhưng nghề này bắt cá khá hiệu quả nên được nhiều người áp dụng. Ghi nhận mới nhất của chương trình tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Vật dụng thường được người dân dùng để thả chà là những cành, nhánh hay đọt của các loại cây như tre, trúc và một số loại cây tạp ở địa phương. Trước khi thả chà, người dân chọn một vị trí thích hợp dưới các lòng sông, kênh rạch, ít bị xuồng ghe tác động nhằm dẫn dụ các loại cá tôm đến trú ngụ. Bởi là nó nằm dưới cái vịnh là vừa chịch vịnh là nhảy lên mé chỗ cái giữa sửa sạc lên cái co là coi như nằm là tốt. Tuy theo vị trí rộng hoặc hẹp mà người dân có thể thả đống chà lớn hay nhỏ, trung bình mỗi đống chà có diện tích từ 30 đến 40 m2. Sau khi thả chà xong, người dân theo dõi, nếu thấy cá vào trú ngụ nhiều sẽ tiến hành giở chà. Nhiều người còn dùng các loại thức ăn thả xuống đống chà để dụ cá như cám rang, cơm nguội vân vân. Nếu chọn vị trí tốt, cá vào trú ngụ nhiều, một đống chà có thể thu hoạch được từ 50 đến 100 kg cá các loại. Mình cắm chà để cho gom bao bắt ăn, mà nếu mà nước cạn thì chắc khoảng 40-50 được. Với hệ thống sông ngòi chằng chịt, nhiều loại tôm cá sinh sống ngoài tự nhiên nên nghề thả chà, giở chà bắt cá có thể diễn ra quanh năm, nhưng cao điểm nhất là khi bắt đầu mùa khô. Thời điểm này mực nước trong các sông rạch từ từ xuống thấp, các loại cá tôm tìm đến các đống chà để trú ngụ, người dân dùng lưới bao quanh tiến hành giở chà để bắt cá. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Nếu có góp ý cho chương trình, quý khán giả có thể gọi về đường dây nóng 028-6272-3288 và email quen thuộc bandbiên tập trà vinh hôm nay@gmail.com. Hẹn gặp lại quý vị lúc 18:15 ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.